Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Lịch sử Ai Cập thời cổ đại. Ai Cập cổ đại là một nền văn minh cổ đại nằm ở đông bắc châu Phi, tập trung dọc theo hạ lưu của sông Nin, thuộc khu vực ngày nay là đất nước Ai Cập. Đây là một trong bốn nền văn minh phát sinh và lâu đời nhất trên thế giới này. Nền văn minh Ai Cập mà được hình thành rõ nét là vào năm 3150 trước Công Nguyên, theo trình tự thời gian của bảng thiên niên đại Ai Cập, với sự thống nhất chính trị của Thượng và Hạ Ai Cập dưới thời vị Pharaoh đầu tiên. Lịch sử của Ai Cập cổ đại đã trải qua một loạt các thời kỳ vương quốc ổn định và các giai đoạn hỗn loạn giữa chúng được gọi là các giai đoạn chuyển tiếp. Cổ vương quốc thời kỳ sơ kỳ đồ đồng, trung vương quốc tương ứng giai đoạn trung kỳ đồ đồng và tân vương quốc ứng với hậu kỳ đồ đồng. Ai Cập đạt đến đỉnh cao của quyền lực là vào giai đoạn tân vương quốc trong thời kỳ Ramesside. Vào thời điểm đó, nó sánh ngang với đế quốc Hitler, đế quốc Assyria và đế chế Mitanni trước khi bước vào giai đoạn dần suy yếu. Ai Cập đã bị xâm chiếm hoặc chinh phục bởi một loạt các cường quốc nước ngoài, chẳng hạn như người Canaan, Libya, người Nubia, Assyria Babylon, Ba Tư dưới triều đại Achaemenid và người Macedonia trong thời kỳ chuyển tiếp thứ ba và cuối thời kỳ Ai Cập cổ đại. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời, một trong những tướng lĩnh của ông là Sauter đã tuyên bố ông là vị vua mới của Ai Cập. Triều đại Sauter gốc Hy Lạp này đã cai trị Ai Cập cho đến năm 30 trước Công Nguyên, khi nó rơi vào tay đế quốc La Mã và trở thành một tỉnh La Mã. Sự thành công của nền văn minh Ai Cập cổ đại một phần đến từ khả năng thích ứng của nó với các điều kiện của thung lũng sông Nin cho sản xuất nông nghiệp. Từ việc có thể dự đoán trước lũ lụt và việc điều tiết thủy lợi ở khu vực thung lũng màu mỡ đã tạo ra nhiều nông sản dư thừa, giúp nuôi dưỡng một lượng dân số đông hơn, tạo điều kiện phát triển xã hội và văn hóa. Với việc có nhiều nguồn lực dư thừa, nhà nước đã tập trung vào việc khai thác khoáng sản ở các thung lũng và các khu vực sa mạc xung quanh, cũng như việc sớm phát triển một hệ thống chữ viết độc lập, tổ chức xây dựng tập thể và các dự án nông nghiệp, thương mại với khu vực xung quanh và xây dựng một đội quân nhằm mục đích đánh bại kẻ thù nước ngoài và khẳng định sự thống trị của Ai Cập. Thúc đẩy và tổ chức những hoạt động này là một bộ máy quan lại gồm các ký lục ưu tú, những nhà lãnh đạo tôn giáo và các quan lại dưới sự kiểm soát của một pharaoh, người đảm bảo sự hợp tác và đoàn kết của toàn thể người dân Ai Cập dưới một hệ thống tín điều tôn giáo tinh vi. Những thành tựu của người Ai Cập cổ đại bao gồm khai thác đá, khảo sát và kỹ thuật xây dựng hỗ trợ cho việc xây dựng các công trình kim tự tháp, đền thờ và cột tháp tưởng niệm, một hệ thống toán học, một hệ thống thực hành y học hiệu quả, hệ thống thủy lợi và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, những tàu thủy đầu tiên được biết đến trên thế giới, công nghệ gốm sứ và thủy tinh của Ai Cập, những thể loại văn học mới và các hiệp ước hòa bình được biết đến sớm nhất được ký kết với người Hittai. Ai Cập đã để lại một di sản lâu dài. Nghệ thuật và kiến trúc của nó đã được sao chép rộng rãi và các cổ vật của nó còn được đưa tới khắp mọi nơi trên thế giới. Những tàn tích hùng vĩ của nó đã truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của du khách và nhà văn trong nhiều thế kỷ. Sự quan tâm mới hình thành dành cho những cổ vật và các cuộc khai quật trong thời kỳ cận đại ở châu Âu và Ai Cập dẫn đến việc khai sinh ra ngành Ai Cập học để nghiên cứu nền văn minh Ai Cập và một sự đánh giá đúng đắn đối với các di sản văn hóa của nó. Lịch sử Ai Cập cổ đại qua các thời kỳ. Sông Nin luôn là huyết mạch của khu vực này trong phần lớn chiều dài lịch sử. Các đồng bằng màu mỡ của sông Nin đã cho con người cơ hội để phát triển một nền kinh tế nông nghiệp định canh và tạo nên một xã hội tập trung tinh vi hơn, trở thành nền tảng trong lịch sử văn minh của con người. Những người du mục săn bắn hái lượm hiện đại bắt đầu sinh sống trong khu vực thung lũng sông Nin vào cuối giai đoạn trung kỳ Pleistocene khoảng 120.000 năm trước. Vào cuối thời kỳ đồ đá cũ, khí hậu khô hạn của Bắc Phi ngày càng trở nên nóng và khô hơn, buộc cư dân của khu vực này tập trung về dọc theo lưu vực sông. Một, thời kỳ tiên triều đại. Trong thời kỳ tiên triều đại và sơ kỳ, khí hậu Ai Cập ít khô cằn hơn ngày nay. Một vùng rộng lớn của Ai Cập đã được bao phủ bởi những đồng cỏ savan và những đàn động vật ăn cỏ. Hệ thống thực vật từng phong phú hơn nhiều ở mọi hệ sinh thái và lưu vực sông Nin, cung cấp những quần thể chim lớn, săn bắn từng phổ biến ở Ai Cập
Và đây cũng là thời kỳ nhiều loài động vật đầu tiên được thuần hóa. Đến khoảng năm 5.500 trước công nguyên, các bộ lạc nhỏ sống trong thung lũng sông Nin đã phát triển thành một loạt các nền văn hóa có khả năng làm chủ được trồng trọt và chăn nuôi, và có thể nhận biết được thông qua đồ gốm và các vật dụng cá nhân. Chẳng hạn như lược, vòng đeo tay và chuối hạt. Lớn nhất trong số những nền văn hóa sớm ở miền thượng phía nam Ai Cập là Badari, mà có lẽ có nguồn gốc từ sa mạc phía Tây. Nó từng nổi tiếng với đồ gốm chất lượng cao, công cụ bằng đá và việc sử dụng đồng. Tiếp theo sau nền văn hóa Badari là các nền văn hóa Amra và Nandakwahai với một số cải tiến về công nghệ. Ngay từ thời kỳ Nakwadamot, người Ai Cập tiền triều đã nhập khẩu đá vỏ chai từ Ethiopia được sử dụng để tạo nên các lưới dao và các vật dụng khác từ các mảnh đá. Trong thời kỳ Nakwadahai đã xuất hiện các bằng chứng về sự tiếp xúc ban đầu với vùng Cận Đông, đặc biệt là Canaan và bờ biển Bailos. Trong một khoảng thời gian khoảng 1.000 năm, các nền văn hóa Nakwada đã phát triển từ một vài cộng đồng nông nghiệp nhỏ thành một nền văn minh hùng mạnh. Trong đó, các nhà lãnh đạo đã kiểm soát hoàn toàn người dân và các nguồn tài nguyên ở thung lũng sông Nin, thiết lập nền trung tâm quyền lực tại Herakonpolis và sau đó là tại Abydos. Những nhà lãnh đạo Nakwada III đã mở rộng quyền kiểm soát của họ về phía bắc Ai Cập dọc theo sông Nin. Họ cũng đã giao thương với Nubia ở phía nam, các ốc đảo sa mạc phía tây và với các nền văn hóa miền đông Địa Trung Hải và Cận Đông. Những đồ tạo tác tại nghĩa địa Hoàng Sa Nubia thuộc Kutut mang những biểu tượng cổ xưa nhất được biết đến của các triều đại Ai Cập như vương miện màu trắng của Ai Cập và chim ưng. Nền văn hóa Nakwada đã tạo ra nhiều dạng của cải vật chất khác nhau, phản ánh sức mạnh ngày càng tăng và sự giàu có của tầng lớp thượng lưu cũng như các đồ dùng cá nhân, trong đó bao gồm lược, những bức tượng nhỏ, gốm màu, bình đá có họa tiết chất lượng cao, phiến đá để chế tạo mỹ phẩm và đồ trang sức làm bằng vàng, lapis, ngà voi. Họ cũng phát triển một dạng gốm tráng men được gọi là đồ sứ, được sử dụng tới tận thời kỳ La Mã để trang trí ly, bùa hộ mệnh và các bức tượng nhỏ. Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ tiền triều đại, văn hóa Nakwada bắt đầu sử dụng các ký hiệu viết mà về sau phát triển thành một hệ thống chữ tượng hình hoàn chỉnh để ghi lại ngôn ngữ Ai Cập cổ đại. 2. Giai đoạn Tảo Vương quốc khoảng 3050 trước công nguyên tới 2686 trước công nguyên. Giai đoạn Tảo Vương quốc xấp xỉ tương đương với giai đoạn đầu của nền văn minh Sumer ở Mesopotamia và văn minh Elam cổ. Một tư tế người Ai Cập vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên có tên là Manetho đã tập hợp phả hệ của các pharaoh từ Menes đến thời đại của ông và chia thành 30 triều đại, tạo thành một hệ thống vẫn được sử dụng cho tới ngày nay. Ông đã bắt đầu lịch sử chính thức của mình với vị vua tên là Meni trong tiếng Hy Lạp, người được cho là đã thống nhất cả hai vương quốc của Thượng và Hạ Ai Cập vào khoảng năm 3100 trước công nguyên. Sự chuyển biến sang một nhà nước thống nhất xảy ra từ từ hơn các cách học giả Ai Cập trình bày và ngày nay không còn lưu lại bất cứ ghi chép đương thời nào về Minit. Một số học giả hiện nay tin rằng vị vua Minit thần thoại này có thể là Pharaoh Namer, người được mô tả trong sắc phục hoàng gia trên bảng đá kỷ niệm của ông ta. Bảng đá Namer với một hành động biểu tượng cho sự thống nhất. Trong giai đoạn sơ kỳ của triều đại khoảng năm 3150 trước công nguyên, vị vua đầu tiên đã củng cố quyền kiểm soát đối với Ai Cập bằng cách thiết lập kinh đô tại Memphis. Từ đó, ông ta có thể kiểm soát nguồn lao động và nông nghiệp của vùng đồng bằng màu mỡ, cũng như các tuyến đường thương mại béo bở trọng yếu tới các khu vực Levant. Sự gia tăng quyền lực và sự giàu có của các vị vua trong giai đoạn sơ kỳ triều đại đã được phản ánh thông qua các ngôi mộ được xây dựng công phu của họ và các kiến trúc thờ cúng mai táng tại Abydos được sử dụng để ca tụng vị pharaoh được phong thần sau khi ông ta qua đời. Các pharaoh đã thiết lập nên một vương quyền hùng mạnh nhằm phục vụ cho việc hợp pháp hóa quyền kiểm soát nhà nước đối với đất đai, lao động và các nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự sống và phát triển của nền văn minh Ai Cập cổ đại. 3. Thời kỳ cổ vương quốc năm 2686 trước công nguyên tới 2181 trước công nguyên. Những tiến bộ lớn trong kiến trúc, nghệ thuật và công nghệ đã xuất hiện vào thời kỳ cổ vương quốc. Nó được thúc đẩy bởi năng suất nông nghiệp gia tăng có thể nhờ một chính quyền trung ương phát triển tốt.
Một số thành tựu đỉnh cao của Ai Cập cổ đại, kim tự tháp Giza và tượng nhân sư vĩ đại đã được xây dựng trong thời cổ vương quốc. Dưới sự chỉ đạo của tể tướng, các quan chức nhà nước thu thuế phối hợp với các dự án thủy lợi để nâng cao năng suất cây trồng, huy động nông dân làm việc trong các dự án xây dựng và thiết lập một hệ thống tư pháp để duy trì hòa bình và trật tự. Cùng với tầm quan trọng ngày càng tăng của một chính quyền trung ương, đã phát sinh một tầng lớp mới bao gồm những quan ký lục có học thức và các quan chức mà được ban phát đất đai bởi các pharaoh đổi lại cho sự phục vụ của họ. Các pharaoh cũng thực hiện ban cấp đất đai cho các giáo phái và các đền thờ địa phương để đảm bảo rằng họ có nguồn lực để thờ cúng các vị vua sau khi ông ta qua đời. Các học giả tin rằng những điều này đã làm hao mòn một cách từ từ sức mạnh kinh tế của các pharaoh suốt 5 thế kỷ và khiến cho nền kinh tế không còn có đủ khả năng để hỗ trợ cho một bộ máy trung ương tập quyền hùng mạnh nữa. Khi sức mạnh của các pharaoh suy giảm, các thống đốc khu vực được gọi là nomads bắt đầu thách thức uy quyền của các pharaoh. Điều này cùng với nạn hạn hán nghiêm trọng từ giữa những năm 2200 tới năm 2150 trước công nguyên được coi là nguyên nhân khiến cho đất nước Ai Cập rơi vào giai đoạn kéo dài 140 năm của nạn đói và xung đột được gọi là thời kỳ chuyển tiếp thứ nhất. 4. Thời kỳ chuyển tiếp thứ nhất năm 2181 đến 1991 trước công nguyên. Sau khi chính quyền trung ương của Ai Cập sụp đổ vào cuối thời kỳ cổ vương quốc, chính quyền không còn có thể hỗ trợ hay giữ được sự ổn định cho nền kinh tế của đất nước. Thống đốc các vùng không còn có thể dựa vào nhà vua để được giúp đỡ trong thời gian khủng hoảng này, và tình trạng thiếu lương thực cùng tranh chấp chính trị leo thang gây ra nạn đói và các cuộc nội chiến quy mô nhỏ. Tuy nhiên, bất chấp những vấn đề khó khăn, các quan chức địa phương do không cống nạp cho các pharaoh sử dụng sự độc lập mới có được để thiết lập một nền văn hóa phát triển mạnh ở các tỉnh. Một khi kiểm soát các nguồn tài nguyên của riêng mình, các tỉnh đã trở nên giàu có hơn về kinh tế, một thực tế chứng minh bằng sự chôn cất lớn hơn và tốt hơn trong các tầng lớp xã hội. Không bị ràng buộc bởi lòng trung thành của họ với pharaoh, các nhà cầm quyền địa phương đã bắt đầu cạnh tranh với nhau để kiểm soát lãnh thổ và quyền lực chính trị của mình. Khoảng năm 2160 trước công nguyên, các vị vua ở Heraclepolis đã kiểm soát hạ Ai Cập, trong khi một gia tộc đối thủ có căn cứ tại Debes, gia tộc Intel, nắm quyền kiểm soát vùng thượng Ai Cập. Vì nhà Intel mạnh hơn và bắt đầu mở rộng sự kiểm soát của họ về phía Bắc, một cuộc đụng độ giữa hai triều đại đối thủ đã không thể tránh khỏi. Khoảng năm 2050 năm trước công nguyên, phe Thiếp dưới quyền của Metuhopet II cuối cùng đã đánh bại các vị vua Heraclepolis, thống nhất hai vùng đất nước và mở ra một thời kỳ phục hưng kinh tế và văn hóa, được gọi là thời kỳ Trung Vương Quốc. 5. Thời kỳ Trung Vương Quốc 2134 trước công nguyên tới 1690 trước công nguyên. Các pharaoh thời Trung Vương Quốc đã phục hồi sự thịnh vượng của đất nước và sự ổn định, qua đó tạo động lực cho sự hồi sinh của nghệ thuật, văn học và các dự án xây dựng hoành tráng. Mentuhotep II và các vị vua kế tục của vương triều thứ 11 cai trị từ Thiếp, nhưng khi viên tể tướng Amenemhat I lên ngôi mở đầu cho triều đại thứ 12 khoảng năm 1985 trước công nguyên. Ông ta đã chuyển kinh đô của quốc gia tới thành phố Ititawi, nằm trong ốc đảo Fayum. Từ Ititawi, các pharaoh triều đại thứ 12 đã biến thành một chương trình cải tạo đất đai và thủy lợi nhằm tăng sản lượng nông nghiệp trong khu vực. Hơn nữa, quân đội còn tiến hành các chiến dịch quân sự tái chiếm lại vùng lãnh thổ Nubia, vốn giàu có các mỏ đá và mỏ vàng, trong khi người dân xây dựng một công trình phòng thủ ở phía đông vùng đồng bằng châu thổ, được gọi là trường thành của nhà vua, để bảo vệ vùng đất này khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Với việc các vị vua sau khi củng cố được bộ máy quân sự và chính quyền cùng với sự giàu có đến từ nông nghiệp và khoáng sản, dân số của đất nước, nghệ thuật và tôn giáo đã phát triển mạnh mẽ. Trái ngược với quan điểm ưu đẳng đối với các vị thần thời cổ vương quốc, thời kỳ Trung Vương Quốc đã diễn ra một quá trình gia tăng những biểu hiện của đạo đức cá nhân và những gì có thể được gọi là dân chủ hóa của thế giới bên kia. Trong đó, tất cả mọi người sở hữu một linh hồn và có thể được chào đón ở thế giới các vị thần sau khi qua đời. Văn học thời Trung Vương Quốc mang đặc trưng là các chủ đề phức tạp với các nhân vật được thể hiện với sự tự tin và phong cách hùng hồn, phù điêu và các bức tác phẩm điêu khắc chân dung của thời kỳ này mang sự tinh tế,
các chi tiết mang tính cá nhân đạt đến tầm cao mới với kỹ thuật hoàn hảo. Vị vua vĩ đại cuối cùng của thời kỳ Trung Vương quốc là Amenemhat III đã cho phép những người châu Á định cư trong khu vực đồng bằng để cung cấp một lực lượng lao động đủ để cho việc khai thác mỏ và đặc biệt là các công trình xây dựng của ông. Tuy nhiên, các hoạt động xây dựng và khai thác mỏ đầy tham vọng kết hợp với lũ lụt nghiêm trọng của sông Nin dưới triều đại của ông sau này đã gây nên căng thẳng kinh tế và dẫn đến sự suy yếu dần dần trong thời kỳ chuyển tiếp thứ hai dưới triều đại thứ 13 và 14 sau này. Trong giai đoạn suy yếu này, những người định cư Canaan bắt đầu nắm quyền kiểm soát khu vực đồng bằng châu Thổ. Cuối cùng thì họ chiếm lấy quyền lực ở Ai Cập và được biết đến với tên gọi là người Hyksos. 6. Thời kỳ chuyển tiếp thứ hai, 1674 trước Công nguyên tới 1549 trước Công nguyên và người Hyksos. Khoảng năm 1785 trước Công nguyên, khi mà sức mạnh của các vị vua thời Trung Vương quốc suy yếu, những cư dân châu Á sinh sống tại thành phố Avarit ở miền đông đồng bằng châu Thổ đã nắm quyền kiểm soát khu vực và buộc chính quyền trung ương phải rút về Thíp, nơi các vị vua bị coi là một chư hầu và đặc biệt là phải cống nạp. Người Hyksos, các vị vua ngoại quốc bắt chước mô hình của chính quyền Ai Cập và tự miêu tả mình là Pharaoh, sau đó thích hợp các yếu tố Ai Cập vào nền văn hóa thời đại đô đồng của họ. Họ và những người dân tộc Semite xâm lược khác đã giới thiệu những công cụ chiến tranh mới tới Ai Cập, đáng kể nhất là loại cung hỗn hợp và chiến xa. Sau khi rút lui về phía nam, các vị vua Thíp nhận thấy rằng bản thân họ bị mắc kẹt giữa người Hyksos ở phía bắc và đồng minh Nubia của người Hyksos là người Kut. Sau nhiều năm không đồng tĩnh, Thíp đã tập hợp đủ sức mạnh để có thể thách thức người Hyksos trong một cuộc chiến đấu sau đó kéo dài hơn 30 năm. Cho đến năm 1555 trước Công nguyên, các vị vua Pharaoh Sekenretau II và Kamose cuối cùng đã có thể đánh bại người Nubia, nhưng phải tới khi người kế vị của Kamose là Amose I lên ngôi, họ mới thành công trong việc tiến hành một loạt các chiến dịch vĩnh viễn loại trừ sự hiện diện của dân Hyksos ở Ai Cập. Vào thời kỳ Tân Vương quốc sau đó, quân đội đã trở thành một ưu tiên trung tâm cho các Pharaoh trong việc tìm cách mở rộng biên giới của Ai Cập và đảm bảo sự thống trị của họ ở vùng Cận Đông. 7. Thời kỳ Tân Vương quốc 1549 trước Công nguyên tới 1069 trước Công nguyên. Các vị Pharaoh thời Tân Vương quốc đã thiết lập nên một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có bằng cách củng cố chắc chắn biên giới của họ và tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, bao gồm cả đế chế Mitanni, Assyria và Canaan. Các chiến dịch quân sự được tiến hành dưới triều đại Thutmose I và cháu trai của ông là Thutmose III đã tạo nên một đế quốc Ai Cập lớn chưa từng thấy. Vào giai đoạn giữa triều đại của họ, Hatshepsut đã thúc đẩy hòa bình và khôi phục lại các tuyến đường thương mại bị gián đoạn trong thời kỳ người Hyksos cai trị, cũng như mở rộng tới các vùng đất mới. Khi Thutmose III qua đời vào năm 1425 trước Công nguyên, Ai Cập đã có một đế chế trải dài từ Nia ở tây bắc Syria tới tận thác thứ tư của sông Nin ở Nubia. Các vị Pharaoh thời kỳ này đã bắt đầu một chiến dịch xây dựng quy mô lớn để tôn vinh thần Amun, vị thần được thờ cúng tại Karnak. Họ cũng xây dựng những tượng đài để vinh danh những thành tựu của mình, cả trong thực tế và tưởng tượng. Ngôi đền Karnak là ngôi đền ở Ai Cập lớn nhất từng được xây dựng. Hatshepsut cũng đã sử dụng cường điệu tương tự và tạo nên sự huy hoàng trong suốt triều đại của gần 20 năm của bà. Triều đại của bà đã rất thành công. Nó được đánh dấu bởi một thời gian dài hòa bình và các công trình xây dựng giàu có, các cuộc thám hiểm thương mại tới Pun, khôi phục lại mạng lưới thương mại nước ngoài và các dự án xây dựng lớn. Trong đó có một ngôi đền mai táng thanh lịch sánh ngang với các kiến trúc Hy Lạp của 1.000 năm sau đó, một cặp cột tháp tưởng niệm khổng lồ và một nhà nguyện tại Karnak. Bất chấp những thành tựu này của bà, Amenhotep II, vị vua kế vị của Thutmose III đã tìm cách xóa bỏ di sản của bà vào giai đoạn gần cuối triều đại của cha ông và trong suốt triều đại của ông. Ông cũng đã cố gắng để thay đổi nhiều truyền thống đã được thiết lập và phát triển qua nhiều thế kỷ mà một số được cho là một nỗ lực vô ích nhằm ngăn chặn những người phụ nữ khác trở thành pharaoh và hạn chế ảnh hưởng của họ trong vương quốc. Khoảng năm 1350 trước Công nguyên, sự ổn định của Tân Vương quốc dường như đã bị đe dọa một lần nữa
khi Amenhotep IV lên ngôi và tiến hành một loạt các cải cách triệt để và hỗn loạn. Ông đã đổi tên thành Akhenaten và đưa vị thần mặt trời trước đó ít người biết đến là Aten trở thành vị thần tối cao, ngăn cấm hầu hết các vị thần khác và tấn công vào quyền lực của các giáo sĩ Amun ở Thịp, những người mà ông xem là tham nhũng. Di chuyển kinh đô tới thành phố mới Akhetaten, ngày nay là Amarna, Akhetaten đã bỏ ngoài tai các sự kiện đang diễn ra ở vùng cận đông. Ông đã dành toàn lực cho tôn giáo mới của mình và phong cách nghệ thuật mới. Sau khi ông qua đời, sự thờ cúng thần Aten đã nhanh chóng bị từ bỏ và các giáo sĩ của Amun sớm giành lại được quyền lực và trở lại kinh đô Thịp. Dưới ảnh hưởng của họ, các pharao như Tutankhamun, Ay và Horemhe sau đó đã tiến hành xóa bỏ tất cả những gì đề cập đến vị vua Akhenaten mà ngày nay được gọi là thời kỳ Amara. Khoảng năm 1279 trước công nguyên, Ramesses II còn được gọi là Ramesses Đại Đế lên ngôi và ông tiếp tục cho xây dựng nhiều ngôi đền cùng với nhiều bức tượng và tháp bia tưởng niệm khác. Ông cũng là vị pharaoh có nhiều con trai nhất trong lịch sử. Ông còn là một nhà lãnh đạo quân sự táo bạo. Ramesses II đã lãnh đạo quân đội của ông chống lại người Hittai trong trận Kadesh và sau một cuộc chiến tranh bất phân thắng bại, cuối cùng hai bên đã đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình đầu tiên được ghi nhận vào khoảng năm 1258 trước công nguyên. Với việc cả người Ai Cập và người Hittai đều không thể chiếm được ưu thế hơn đối thủ và cả hai cường quốc cũng đều sợ hãi sự bành trướng của đế quốc Trung Assyria, Ai Cập sau đó đã rút khỏi nhiều vùng ở Cận Đông. Do đó, người Hittai đã phải đơn độc chống đỡ với người Assyria hùng mạnh và người Phrygia mới đến. Tuy nhiên, sự giàu có của Ai Cập đã khiến cho nó trở thành một mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc xâm lược, đặc biệt là bởi người Berber Libya từ phía Tây và các dân tộc vùng biển được cho là một liên minh của những người đi biển đến từ Aegea. Ban đầu, quân đội đã có thể đẩy lùi các cuộc xâm lược, nhưng cuối cùng Ai Cập đã đánh mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ còn lại của mình ở miền nam Canaan, phần lớn rơi vào tay của người Assyria. Những ảnh hưởng từ các mối đe dọa bên ngoài còn trở nên trầm trọng hơn bởi các vấn đề nội bộ như tham nhũng, nạn cướp mộ và tình trạng xã hội bất ổn. Sau khi giành lại quyền lực của mình, các đại tư tế Amun ở Thíp đã nắm trong tay những vùng đất rộng lớn và giàu có và mở rộng quyền lực của họ ra khắp nơi trên đất nước trong thời kỳ chuyển tiếp thứ ba. 8. Thời kỳ chuyển tiếp thứ ba 1069 trước công nguyên tới năm 653 trước công nguyên. Sau khi Ramesses 11 qua đời trong năm 1078 trước công nguyên, Smendes đã trở thành pharaoh cai trị phần phía bắc của Ai Cập, đóng đô ở thành phố Tani. Miền Nam thì lại nằm dưới sự kiểm soát một cách hiệu quả của các đại tư tế Amun ở Thịp. Họ chỉ công nhận Smendes trên danh nghĩa. Trong thời gian này, các bộ lạc Berber đến từ Libya đã bắt đầu định cư ở vùng đồng bằng châu thổ phía Tây và tu trưởng của những người định cư đã bắt đầu gia tăng quyền tự chủ của họ. Các hoàng tử Libya bắt đầu nắm quyền kiểm soát vùng đồng bằng châu thổ dưới thời của Sokhsen vào năm 945 trước công nguyên, thiết lập nên triều đại Libya của người Berber hoặc triều đại Bubatite cai trị trong khoảng 200 năm. Sokhsen cũng giành quyền kiểm soát miền nam Ai Cập bằng cách đưa các thành viên thuộc hoàng gia nắm giữ các vị trí tư tế quan trọng ở đây. Vào giữa thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, Ai Cập đã tiến hành một nỗ lực bất thành nhằm giành lại địa vị xưa kia ở Tây Á một lần nữa. Pharaoh Usokon II của Ai Cập cùng với một liên minh lớn bao gồm nhiều quốc gia và dân tộc khác nhau, trong đó có người Ba Tư, người Hamad, người Phoenicia, người Cana, người Ả Rập và người Tân Hittai tham gia vào trận Kaka chống lại vị vua Assyria hung mạnh, diễn ra vào năm 853 trước công nguyên. Tuy nhiên, liên minh này đã thất bại và đế quốc Tân Assyria tiếp tục thống trị ở Tây Á. Sự cai trị của người Berber Libya bắt đầu suy yếu, bắt đầu khi xuất hiện một triều đại đối thủ ở Leontopolis thuộc khu vực đồng bằng châu Thổ. Ngoài ra, người Nubia của Cút cũng đe dọa Ai Cập từ các vùng đất ở phía Nam. Trải qua hàng thiên niên kỷ tương tác, thương mại, tiếp xúc văn hóa, chiếm đóng đồng hóa và chiến tranh với Ai Cập, vị vua Pia
của người Cút xuất phát từ kinh đô Napata ở Nubia của ông và tiến đánh Ai Cập vào khoảng năm 727 trước công nguyên. Pierre dễ dàng chiếm được Thíp và cuối cùng là khu vực đồng bằng sông Nin. Ông đã cho ghi lại quá trình này trên tấm bia chiến thắng của mình. Pierre sau đó thiết lập nên triều đại thứ 25 để thống nhất lại hai vùng đất của miền Bắc và miền Nam Ai Cập. Đế chế thung lũng sông Nin một lần nữa lại trở nên rộng lớn như thời Tân Vương quốc vậy. Triều đại thứ 25 đã mở ra một thời kỳ phục hưng cho Ai Cập cổ đại. Tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc đã được khôi phục lại vẻ huy hoàng như thời cổ, Trung và Tân Vương quốc trước đây. Các pharaoh chẳng hạn như Tahaqua đã cho xây dựng hoặc phục hồi lại các đền thờ và tượng đài khắp toàn bộ khu vực thung lũng sông Nin, bao gồm cả Memphis, Kana, Kawa, Zebe, Kaka. Triều đại thứ 25 cũng là triều đại đầu tiên cho xây dựng nhiều kim tự tháp, phần lớn nằm tại Sudan ngày nay, ở thung lũng sông Nin kể từ thời Trung Vương quốc. Pierre đã tiến hành nhiều nỗ lực để mở rộng ảnh hưởng của Ai Cập ở vùng Cận Đông, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của Assyria, nhưng đều không thành công. Vào năm 720 trước công nguyên, ông phái một đội quân đến hỗ trợ của một cuộc khởi nghĩa chống lại Assyria đang xảy ra tại Philippia và Gaza. Tuy nhiên, Pierre đã bị Sargon II đánh bại và cuộc khởi nghĩa đã bị đàn áp. Năm 711 trước công nguyên, Pierre lại ủng hộ một cuộc khởi nghĩa khác do người Do Thái chống lại người Assyria và một lần nữa bị đánh bại bởi vua Assyria Sargon II. Sau đó, Pierre đã buộc phải từ bỏ vùng Cận Đông này. Từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên trở đi, Assyria đã tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm kiểm soát miền Nam Levant. Các thành phố và các vương quốc ở miền Nam Cận Đông thường xuyên kêu gọi Ai Cập trợ giúp họ trong cuộc chiến chống lại quân đội Assyria hùng mạnh. Tahaqua đã đạt được một số thành công bước đầu trong nỗ lực nhằm giành lại một chỗ đứng ở Cận Đông. Tahaqua đã giúp cho vua Hezekiah khi Hezekiah và Jerusalem bị vua Assyria vây hãm. Các học giả không đi đến thống nhất với nhau về lý do chính khiến cho người Assyria từ bỏ cuộc vây hãm Jerusalem của họ. Có thể nguyên nhân khiến cho người Assyria tránh một cuộc chiến với đội quân can thiệp Ai Cập Cút có thể là do dịch bệnh hoành hành. Còn Henry Abin lại lập luận rằng quân đội Cút và Ai Cập đã cứu thoát Jerusalem khỏi tay người Assyria và ngăn cản người Assyria quay trở lại đánh chiếm Jerusalem suốt phần đời còn lại của Sennacherib 20 năm. Tuy nhiên, biên niên sử của Sennacherib khẳng định rằng Jerusalem đã được buộc vào cống nạp. Sennacherib sau đó đã bị những người con trai của mình sát hại bởi vì ông đã phá hủy thành phố Babylon nổi loạn, một thành phố thiêng liêng đối với toàn bộ người dân Mesopotamia, bao gồm cả Assyria. Vào năm 674 trước công nguyên, Esarhaddon tiến hành một cuộc xâm lược mở đầu vào Ai Cập. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị Tahaqua đẩy lùi. Tuy nhiên, vào năm 671 trước công nguyên, Esarhaddon đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện. Một phần quân đội của ông đã lưu lại để đối phó với các cuộc khởi nghĩa ở Phoenicia và Israel. Phần còn lại tiến về phía nam, tới Rabbihu rồi băng qua Sinai và tiến vào đất nước Ai Cập. Esarhaddon đã giành chiến thắng quyết định trước Tahaqua rồi chiếm lấy Memphis, Thíp và tất cả các thành phố lớn của Ai Cập, còn Tahaqua bị đánh đuổi trở lại quê hương Nubia của ông. Esarhaddon lúc bấy giờ tự gọi bản thân là vua của Ai Cập, Patron và Cút và trở về với một lượng lớn chiến lợi phẩm từ các thành phố ở vùng đồng bằng. Ông ta đã cho dựng lên một tấm bia chiến thắng vào thời điểm này và tiến hành một cuộc diễu hành với vị hoàng tử tù binh Uhanhuru, con trai của Tahaqua ở Nineveh. Esarhaddon sau đó đóng một đội quân nhỏ ở miền Bắc Ai Cập và mô tả cách tất cả người Ethiopia, cách gọi người Nubia và Cút đã bị ta trục xuất khỏi Ai Cập để không còn kẻ nào không thuần phục ta. Ông ta còn thiết lập các chư hầu Ai Cập bản xứ để cai trị thay mặt mình. Cuộc chinh phục của Esarhaddon đã đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của đế chế Cút ngắn ngủi. Tuy nhiên, các chư hầu Ai Cập
được Esarhaddon dựng lên đã không thể giữ được quyền kiểm soát toàn bộ đất nước một cách lâu dài. Hai năm sau, Tahaqua quay trở lại từ Nubia và nắm quyền kiểm soát miền Nam Ai Cập xa xôi về phía Bắc tới Memphis. Esarhaddon đã chuẩn bị để quay lại Ai Cập và một lần nữa để đánh đuổi Tahaqua. Tuy nhiên, ông ta đã lâm bệnh và qua đời tại Nineveh trước khi có thể rời Assyria. Vị vua kế vị Ahuzbanipat đã phái một vị tướng Assyria có tên là Sahanabusu cùng với một đạo quân nhỏ nhưng được huấn luyện tốt và đã đánh bại Tahaqua tại Memphis. Một lần nữa lại đánh đuổi ông ta ra khỏi đất nước Ai Cập. Tahaqua qua đời ở Nubia 2 năm sau đó. 9. Vương triều thứ 25. Vị vua kế vị, ông Tanutamun đã tiến hành một nỗ lực nhằm giành lại Ai Cập cho Nubia nhưng không thành công. Bước đầu, ông đã đánh bại thành công Nechor, vị vua chư hầu Ai Cập được Assurbanipal dựng lên chiếm lấy Thíp trong quá trình này. Assyria sau đó đã phái một đội quân lớn tiến về phía nam. Tantamani bị đánh tan tác và chạy trốn trở lại Nubia. Quân đội Assyria sau đó đã cướp phá Thíp đến mức nó không bao giờ thực sự hồi phục lại được nữa. Một vị vua bản xứ là Psammetichus đã được đưa lên ngôi như là một chư hầu của Assurbanipal và Nubia không bao giờ trở thành một mối đe dọa cho cả Assyria và cả Ai Cập nữa. Thời Hậu Nguyên, năm 672 trước Công Nguyên tới năm 332 trước Công Nguyên. Do không có kế hoạch lâu dài cho cuộc chinh phục, người Assyria tổ chức việc cai trị Ai Cập thông qua một loạt các nước chư hầu được biết đến như là các vị vua Sate của triều đại thứ 26. Năm 653 trước Công Nguyên, vua Sites Tamtik I lợi dụng thời điểm Assyria đang tham gia vào cuộc chiến tranh khốc liệt nhằm chinh phục Elam và chỉ có một đội quân Assyria nhỏ đóng ở Ai Cập, đã có thể giành lại độc lập cho Ai Cập thoát khỏi ách thống trị của người Assyria với sự giúp đỡ của người Lydia và lính đánh thuê Hy Lạp. Những người sau đó đã được tuyển mộ để tạo thành lực lượng hải quân đầu tiên của Ai Cập. Tuy nhiên, Psamtik và những vị vô kế vị ông đã cẩn trọng trong việc duy trì quan hệ hòa bình với Assyria. Ảnh hưởng của người Hy Lạp đã mở rộng một cách đáng kể và thành phố Naukratik đã trở thành khu định cư của người Hy Lạp ở vùng đồng bằng tại đây. Năm 609 trước Công Nguyên, Necho II đã tiến hành chiến tranh với Babylon, người Chaldea, người Mết và người Sahia trong một nỗ lực nhằm cứu lấy Assyria vốn vừa phải trải qua một cuộc nội chiến tàn khốc lại bị liên minh các cường quốc này giày xéo. Tuy nhiên, những nỗ lực của Ai Cập đã thất bại. Nhưng người Ai Cập lại đã trì hoãn sự can thiệp quá lâu và khi Necho II phái quân đội của ông tiến về phía Bắc thì lúc đó thành Nineveh đã thất thủ và vua Sisa-sit-kun cũng đã tử trận. Tuy nhiên, Necho đã dễ dàng đánh bại một đội quân Israel của vua Josiah, nhưng ông và người Assyria sau đó lại bại trận tại Haran trước người Babylon. Necho II và Asut của Assyria cuối cùng đã bị đánh bại tại Carchemish ở Aramea, Syria ngày nay vào năm 605 trước Công Nguyên. Người Ai Cập sau đó vẫn còn tiếp tục tranh giành khu vực này trong một vài thập kỷ nữa với các vị vua Babylon. Để kiểm soát những vùng đất còn lại của cựu đế quốc Assyria. Tuy nhiên, họ đã dần dần bị đẩy lùi về Ai Cập. Ai Cập vào năm 567 trước Công Nguyên, triều đại của các vị vua Sate với căn cứ tại kinh đô mới ở Sai đã chứng kiến một sự hồi sinh ngắn ngủi trong nền kinh tế và văn hóa. Nhưng trong năm 525 trước Công Nguyên, người Ba Tư hùng mạnh dưới sự chỉ huy của Cambyses II đã bắt đầu cuộc chinh phục Ai Cập và đã bắt sống được Pharaoh Psamtik III ngay tại trận Pelusium. Cambyses II sau đó đã lấy tước hiệu của Pharaoh nhưng lại cai trị Ai Cập từ quê nhà tại Susa ở Ba Tư là Iran ngày nay và trao quyền cai trị Ai Cập vào tay một phó vương. Một vài cuộc khởi nghĩa nổ ra chống lại người Ba Tư vào thế kỷ thứ 5 đã giành được thành công ngắn ngủi. Tuy vậy,
Ai Cập đã không bao giờ có thể lật đổ vĩnh viễn ách thống trị của người Ba Tư. Và sau khi bị sát nhập vào đế quốc Ba Tư, Ai Cập cùng với Sip và Phoenicia là Lebanon ngày nay tạo thành satrap thứ 6 của đế quốc Achaemenid, giai đoạn đầu tiên mà người Ba Tư thống trị Ai Cập, còn được biết đến như là triều đại thứ 27, kết thúc vào năm 402 trước công nguyên, và từ năm 380 đến năm 343 trước công nguyên, đánh dấu triều đại Ai Cập bản địa cuối cùng được biết đến là triều đại thứ 30, kết thúc với sự trị vì của vua Netanebo II. Sự thống trị của người Ba Tư đã phục hồi sau đó, đôi khi được gọi là triều đại thứ 31, bắt đầu từ năm 343 trước công nguyên. Nhưng không lâu sau, vào năm 332 trước công nguyên, viên phó vương Ba Tư là Majaset đã đầu hàng và đem dâng Ai Cập cho vua Alexander Đại Đế của Macedonia. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.